Salon 1900 dính lùm xùm vụ hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Sáng ngày 13 tháng 6, trên mạng xã hội tin tức về Salon 1900 được lan truyền mạnh mẽ. Theo đó, nhiều tài khoản đã lan truyền thông tin cho rằng 1900 hair salon nhận tóc của người hiến tặng nhưng sau lưng đem đi bán. Tổng có 700 bộ tóc mà họ chỉ trao tặng 50 bộ, còn họ giao bán, tùy theo độ dài sẽ có mức giá khác nhau, đắt nhất là 18 triệu cho 70cm tóc. Trước tin tức trên, nhiều người đã bày tỏ thái độ phẫn nộ và mong được xác minh làm rõ. Cùng với đó, nhiều người cũng kể lại trải nghiệm hiến tóc tại salon này với nhiều điểm không hài lòng. Trước thông tin rằng những bộ tóc người được dâng hiến thực chất không hoàn toàn được sử dụng cho mục đích từ thiện, nhiều người đã rất bức xúc. Trang fanpage của 1900 Hair Salon đã nhận được nhiều lượt thả phẫn nộ của các bình luận tiêu cực. Phía Salon 1900 đã giới hạn bình luận và bày tỏ cảm xúc trên trang fanpage. Phía chúng tôi đã liên hệ với chủ cửa hàng nhưng chưa nhận được sự phản hồi. Ở một diễn biến khác, cộng đồng mạng cũng chia sẻ nội dung được cho là có nguồn từ người trong cuộc về vụ việc trên. Theo đó, một tài khoản đã lên tiếng cho biết bản thân và các anh chị em trong phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh đã rất khao khát có được một chương trình hiến tóc cho trẻ. Vì chưa từng làm chương trình bao giờ nên bỡ ngỡ và nhờ sự hỗ trợ của bạn Chiến Nguyễn và 1900 Hair Salon. Bên phía các bạn rất nhiệt tình giúp đỡ. Khi các anh chị trong đoàn hỏi có nhu cầu xin vào bao nhiêu bộ tóc, do đó có 50 người đăng ký nhận nên câu trả lời là 50 bộ. Ngoài ra, tài khoản này còn cho biết 703 bộ tóc tiếp nhận hiện vẫn đang được bảo quản cẩn thận tại phòng công tác xã hội và chờ bàn giao. Được biết, câu chuyện nhận tóc hiến cho bệnh nhân ung thư của chủ salon Nguyễn Văn Chiến lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Để làm việc nhân văn này được lan tỏa, Chiến đã cùng đội ngũ của mình đã đăng tải lại những video, câu chuyện của những người được hiến tóc trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và đã thu hút được nhiều người tham gia.